Hôm qua ngày 19 tháng 12, Ban tổ chức Cúp Chiến thắng 2019 đã công bố những đề cử cho các hạng mục của giải thưởng thường niên, được ví như là Oscar Thể thao Việt Nam. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất hiện nổi bật trong các đề cử hạng mục mới, huấn luyện viên người nước ngoài của năm. Bóng đá nam, điền kinh là hai môn áp đảo trong các đề cử 11 hạng mục sau những thành công tại SEA Games 30. Ở hạng mục nam vận động viên của năm, Hùng Dũng, Văn Hậu và Quang Hải là những gương mặt nổi bật. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng lọt top đề cử là đội tuyển của năm. Hình ảnh Văn Hậu trong trận chung kết SEA Games 30 cũng lọt top đề cử. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử tổ chức cúp chiến thắng. Danh sách các đề cử được công bố vào giữa tháng 12 để có thể đánh giá chính xác, toàn diện, kịp thời nhất thành tích và đóng góp của các huấn luyện viên, vận động viên, nhất là ở SEA Games 30 vừa kết thúc. Mức thưởng năm nay sẽ được tăng lên gấp đôi với tổng số tiền lên tới 720 triệu đồng. Điểm mới nhất ở cúp chiến thắng 2019 là việc ban tổ chức đã tăng tiền giải thưởng ở các hạng mục. Đêm gala trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2020 và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao và online thuộc VTV Cup. Thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội cho hay, tiền vệ Quang Hải vừa chính thức từ chối sang Nhật Bản thi đấu cho đội bóng Consadole Sapporo tại J-League. Trước đó, Consadole Sapporo đã dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đội bóng của Nhật Bản đã có thư mời gửi câu lạc bộ Hà Nội, đồng thời muốn được sớm xúc tiến đàm phán gia hạn hợp đồng. Theo thông tin từ đội bóng thủ đô, sau khi nhận thư ngỏ từ phía câu lạc bộ Consadole Sapporo, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội đã tìm hiểu và lắng nghe nguyện vọng của Quang Hải và phản hồi với đối tác. Đội trưởng U22 Việt Nam đánh giá cao đội bóng Nhật Bản nhưng muốn tập trung cống hiến cho nhà đương kim vô địch V-League trong thời gian sắp tới. Consadole Sapporo cũng là nơi tiền vệ Chanathip Songkrasin của Thái Lan đang khoác áo. Đội bóng này đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng J-League 1. Chanathip từng giúp cho đội bóng của đảo Sapporo vươn lên đứng thứ 4 J-League mùa trước và anh được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu này. Hồi đầu năm 2019, Quang Hải từng nhận lời mời sang luyện tập từ câu lạc bộ Deportivo Alaves của La Liga. Tuy nhiên, tiền vệ này từ chối sau khi tham dự Asian Cup 2019. Đại diện La Liga tiết lộ có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định từ chối của Quang Hải. Một trong số đó là chấn thương của cầu thủ này sau trận thắng Jordan. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính. Hiện tại, Quang Hải đang cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tình hình chấn thương của Quang Hải đang tiến triển rất tốt và gần như sẽ kịp ra sân ở giải châu Á diễn ra vào tháng 1/2020 tại Thái Lan sắp tới. Để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo và U23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Dù Văn Hậu không có tên trong đợt tập trung lần này, nhưng theo tìm hiểu, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn muốn hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội dự giải đấu tại Thái Lan trong tháng tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vì vậy vừa qua đã trao đổi với Văn Hậu với mong muốn thuyết phục anh về nước tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Hậu đã từ chối với lý do muốn tập trung cho câu lạc bộ Heerenveen. Do U23 châu Á 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, việc Văn Hậu có về hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn cá nhân của hậu vệ Thái Bình, Heerenveen cũng như ý chí của Bầu Hiển. Quyết định ở lại Heerenveen của Văn Hậu là có thể giải thích được. Không phải cầu thủ nào của Việt Nam cũng có cơ hội tìm kiếm vị trí tại một đội bóng châu Âu. Mới đây, ở Cúp Quốc gia Hà Lan, Văn Hậu đã được huấn luyện viên Janssen cho vào sân thi đấu 4 phút, từ phút 89 khi Heerenveen đang dẫn trước Roda JC 2-0. Đây là bước đầu để Văn Hậu nghĩ tới những lần ra sân tiếp theo ở đội bóng Hà Lan. Ngày 19 tháng 12, Mundo Deportivo đưa tin Barca đã bắt đầu liên hệ với George Messi, cha và cũng là người đại diện của tiền đạo Lionel Messi, để bàn về kế hoạch gia hạn hợp đồng. Bản giao kèo hiện tại của Messi sẽ hết hạn vào tháng 6/2021. Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu từng liên tục nhấn mạnh Messi sẽ ở lại Nou Camp cho đến khi nào anh ấy muốn. Bartomeu cũng tự tin có thể gia hạn hợp đồng với Messi, bất chấp những tin đồn cầu thủ người Argentina muốn ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Về phần mình, cầu thủ 32 tuổi từng lên tiếng cam kết tương lai với người hâm mộ Barcelona ngay khi nhận quả bóng vàng thứ 6 vào đầu tháng này. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha từng đưa tin trong hợp đồng hiện tại của Messi có một điều khoản cho phép cầu thủ người Argentina rời Barca ngay khi mùa giải này kết thúc nếu anh muốn. Ban lãnh đạo Barca kỳ vọng việc gia hạn hợp đồng với Messi sẽ hoàn thành trước khi mùa giải năm nay kết thúc. Lionel Messi thi đấu cho đội 1 Barca kể từ tháng 11/2003. Anh đã giành được mọi vinh quang cùng đội bóng xứ Catalonia với hơn 35 danh hiệu tập thể. Ngoài ra, Messi cũng có bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ nổi bật nhất chính là 6 quả bóng vàng. Mùa này, mặc dù đã 32 tuổi, Messi vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona. Anh ra sân thi đấu 17 trận, đóng góp 14 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Mới đây, trang chủ đội bóng thành phố cảng Liverpool đã công bố bản hợp đồng đầu tiên của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Qua đó, ngôi sao người Nhật Bản là Minamino Takumi đã chính thức trở thành người của Liverpool. Tiền vệ Nhật Bản đã vượt qua buổi kiểm tra y tế cách đây ít giờ.
Minamino sẽ khoác áo số 18 tại Anfield. Được biết, mức phí mà The Kop phải bỏ ra là 8,5 triệu euro. Bản hợp đồng giữa tuyển thủ Nhật và Lữ đoàn Đỏ có thời hạn 4 năm rưỡi, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đây sẽ là một sự bổ sung vô cùng chất lượng của Klopp. Anh sẽ là quân bài dự bị xứng tầm cho Mane, Salah. Trước đó, vị chiến lược gia người Đức đã tỏ ra tiếc nuối vì thương vụ này. Trả lời trong buổi họp báo, cựu tiền vệ Salzburg tỏ ra rất hứng khởi. Đây là giấc mơ của tôi, được trở thành một cầu thủ của Liverpool. Tôi rất hào hứng khi điều này trở thành sự thật. Được chơi ở ngoại hạng Anh luôn là mục tiêu sự nghiệp của tôi. Đây chính là giải đấu có đẳng cấp cao nhất trên thế giới. Tiền vệ 24 tuổi chia sẻ thêm, tôi luôn tin tưởng rằng bản thân sẽ được chơi ở Premier League, nhưng bản thân chưa bao giờ dám nghĩ có thể chơi cho một câu lạc bộ lớn như Liverpool. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Liverpool nằm ở đẳng cấp rất cao, họ đang là nhà đương kim vô địch Champions League. Tôi cảm thấy được điều đó và nó làm tôi vui sướng hơn khi được là một phần của đội bóng. Mục tiêu của tôi đương nhiên là vô địch mọi giải đấu mình tham dự như Premier League và Champions League. Tân binh của Liverpool là một khuôn mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Chính anh là ngôi sao sáng nhất trong thành phần đội tuyển U19 Nhật lên ngôi tại Nutifood Cup 2014 được tổ chức tại Việt Nam. Công Phượng hay Văn Toàn, Xuân Trường dù đã rất cố gắng nhưng không thể làm nên kỳ tích trước đội bóng của Minamino và để thua với tỷ số 0-7. Trước khi gia nhập Liverpool, Minamino đã chơi ấn tượng trong màu áo của Salzburg. Sau 199 trận đấu, anh ghi được 64 bàn. Cầu thủ 24 tuổi cũng đã được gọi lên tuyển Nhật Bản 22 lần và có được 11 pha lập công.